Xin chào các bác. Ba kích tím vụ mới giữa năm và cuối năm 2024 này các bác nhé. Đầu năm thì làm rất nhiều, vài chục vạn thì mọi người cũng cung ứng hết rồi. Đấy, đầu năm mọi người, các bác xem được video của tôi thấy là tôi làm kín cái khu này, nhưng mà hiện tại là chuyển đổi hết sang những cây khác rồi. Và mới cắm lứa ba kích mới của cuối năm 2024 năm nay, và nó đang lên rất tốt rồi đây. Lên ngọn hết rồi. Đó, dễ ra khỏe hết rồi. Đang bắt đầu ra dây leo rồi đây. Thằng ba kích này thì trong những năm gần đây, từ năm 2020 đổ lại đây, thì vẫn là một trong những thằng dược liệu được ưa chuộng trồng rất là nhiều tại Việt Nam. Giá ba kích thì nó khá ổn định. Nhiều bác có những cái suy nghĩ tiêu cực là trồng không mang lại hiệu quả kinh tế cao, rồi là trồng không biết bán cho ai. Nhưng thực chất thì đấy là những bác mua ở những đơn vị không uy tín, và cây giống kém chất lượng, sản lượng củ kém, và những nơi đó người ta không hỗ trợ đầu ra. Thì khi các bác trồng rồi, chúng ta là chúng ta gần như là chúng ta bị bỏ mặc, và không có ai hỗ trợ các bác của chúng ta, để không biết bán cho ai. Hiện nay thì có rất nhiều những cơ sở đang thu mua đối với cả ba kích này, và chúng tôi hoàn toàn có thể hỗ trợ cho các bác, kể cả số lượng nó vừa phải, chúng tôi vẫn có thể hỗ trợ được. Nhiều bác thì có những nơi là người ta chỉ hỗ trợ với số lượng lớn thôi, lên đến đầu vạn, thậm chí là mỗi lần suốt thì nó phải đảm bảo đủ đầu tấn trên một container thì họ mới thu hỗ trợ cho các bác. Nhưng mà chúng tôi thì sau này chúng tôi sẽ có thể hỗ trợ, chúng tôi sẽ gom lại, chúng tôi thu hoạch một tẻ cho các bác. Chúng ta trồng số lượng đầu nghìn thì chúng tôi cũng có thể hỗ trợ cho bác, kể cả đầu trăm thì tôi cũng sẽ hỗ trợ giới thiệu trực tiếp cho các bác, chúng ta có cái nguồn bán ra ổn định. Về giá của ba kích thì tôi cũng công khai cụ thể ở trên video, thì đối với cái giá củ của nó thì nó cũng dao động từ khoảng từ 80.000 cho đến 120.000 trên 1 kg củ sau 3 năm rưỡi trồng. Đó, đấy là cái giá trực tiếp chúng tôi đang thu mua và hỗ trợ này. Nó còn tùy tăng tụt theo thị trường hàng năm. Có những năm thì nó thị trường nó sôi nổi thì nó tăng lên, có những năm thì thị trường nó hơi trầm một chút thì nó cũng có thể đi xuống, nhưng mà nó cũng không giảm cái mức quá sâu. Ba kích thì giá nó vẫn ổn định, rất là ổn định trong những năm gần đây. Cái giá cây giống thì nó cũng rẻ rồi, nên các bác đầu tư đối với cả đầu nghìn, đầu vạn thì nó cũng chỉ dao động từ khoảng 1-2 nghìn trên một cây thôi, rẻ lắm, không đáng bao nhiêu đâu. Thì các bác hoàn toàn có thể lựa chọn đầu tư trồng những thằng này dưới tán rừng, tán cây lâu năm, hoặc là rất nhiều những loại chúng ta trồng một khu riêng được. Mọi người có thể thấy những cái mô hình trồng của tôi thì tôi để một khu riêng, chúng tôi phát triển ba kích, làm là dèo cắm cho nó, rồi bố trí đường ống nước. Thằng này thì yêu cầu là phải đường ống nước là phải có nước đầy đủ rồi, tiếp nước đầy đủ cho nó, và đảm bảo cắt tỉa sau này từ khoảng 2 năm là chúng ta phải cắt tỉa thật đều để cho nó tập trung tạo củ. Thời gian thu hoạch của nó cũng sớm thôi, khoảng 3 năm trở đi là thu rồi, nhưng tốt nhất là chúng ta để 3 năm rưỡi chúng ta thu là nó phù hợp nhất. Khi đó thì củ nó vừa đẹp thì chúng ta thu. Chúng tôi trồng đây, chúng tôi trồng hiện tại đến gần 20 hecta, nhưng mà hàng năm chúng tôi vẫn xuất rất đều, chưa năm nào bị ế cả, và chúng tôi vẫn đang tiếp tục bổ sung trồng thêm rất nhiều nơi nữa chứ không phải không. Đó, thì các bác hoàn toàn yên tâm. Hiện tại thì ba kích thì nó có cả ba kích trắng, ba kích tím. Thì ba kích tím này sẽ đảm bảo hơn về ra chất lượng củ, giá trị củ sau này. Ba kích trắng thì cũng có nhiều nơi người ta làm không đảm bảo. Như tôi đã nói ở rất nhiều video thì cái cây giống, cái con giống, nó chất lượng nó quyết định tất cả đến cái việc thành công, hiệu quả sau này của chúng ta. Đó, thì đôi khi chúng ta không phải là vì tiếc tiền ham rẻ một vài cái cây giống kém mà chúng ta mua về chúng ta trồng, thời gian công sức bỏ ra không lấy lại được. Chúng ta các bác hiện tại thì cái bài học về cây giống, về chất lượng giống rất nhiều ở Việt Nam rồi, rất nhiều những loại cây. Đặc biệt hiện nay thì nó có những, ngày xưa thì nó có một số dòng như Macca, hiện tại thì nó có thêm một số dòng như Kỳ Hải Nam, nó cũng ảnh hưởng đến cái chất lượng và cái đồng tiền sau này chúng ta thu hoạch. Thì ba kích nó cũng là một thằng không phải là ngoại lệ. Thì cũng chia sẻ ngắn gọn vậy thôi, để cho các bác hôm nay có một cái video ngắn, chúng ta cùng trao đổi và chia sẻ kiến thức về ba kích để các bác có thể hiểu thêm. Cảm ơn mọi người. Và nếu các bác cảm thấy cần phát triển cây giống ba kích thì liên hệ trực tiếp cho tôi, Hải. Hiện tại tôi là giám đốc điều hành trực tiếp công ty giống cây trồng Lâm nghiệp Tam Đảo. Số điện thoại của tôi là 0397928951, tôi đính kèm ở dưới video đây. Và hãy bấm đăng ký kênh để ủng hộ kênh của tôi. Xin chào, hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.